Chào tất cả anh em nhé, hôm nay em Bùi Quang Thục Yên Bái đi giao con xe Vios sản xuất năm 2010 biển Hà Nội luôn nhá. Em anh em theo dõi cái hành trình em giao xe đi Hà Nội luôn anh em nhá. Một con Vios sản xuất 2010 đi Hà Nội để giao cho bác chủ cái Hà Nội. Trời tối rồi nhưng mà mình các bác đặt cọc rồi nên là em sẽ đi luôn, em quay hành trình cho anh em xem nhá. Hành trình anh em bắt đầu từ nút giao Yên Bái để đi Hà Nội giao xe cho anh em nhá. Đây, ba anh em bắt đầu đi từ Yên Bái đi đây anh em ạ. Chào anh em nhá. Xin chào tất cả anh em đang xem video của Quỳnh Bơm. Đây anh em ạ, đấy đi đi giao xe để ăn ngô giang anh em ạ chứ không được ăn cơm đâu. Đấy và các bác thấy làm ô tô cũng vất vả lắm anh em ạ. Đây em bắt đầu quay hành trình anh em đi nhá. Anh chủ anh cọc có 5 triệu rồi, bây giờ hai mấy ba anh em đang giao xuống Hà Nội. Anh em cùng theo dõi hành trình của em nhá. Rồi, ok anh em theo dõi nhá. Đấy bắt đầu lên đường cao tốc rồi anh em nhá. Đây con xe này vẫn chạy 100 bình thường luôn anh em nhá. Đấy là đúng theo ấy đấy, đúng theo tốc độ của đường cao tốc được cho phép chứ không con này em nghĩ là lên 130 vẫn thoải mái luôn. Ba anh em ngồi chạy 100 đấy, không rung giật gì luôn. Đấy. Xe đẹp quá anh ạ. Anh em xem hành trình nhá. Khi giao xe xuống Hà Nội thì anh em bắt đầu là nghỉ ngơi một chút xong bắt đầu mới xuống chỗ giao xe anh em ạ. Thì uống cốc nước cho nó đỡ mệt. Đường dài quá, hơn 100 cây số mà. Bắt đầu đến giờ ăn anh em ạ. Đây ba anh em bắt đầu xuống ăn uống một chút để lấy sức đi tiếp. Chắc anh em nhá. Ở trong này thì chỉ ăn cơm suất thôi anh em ạ. Làm suất cơm. Đây gì anh? Làm suất cơm này là ngon quá ngon rồi. Một suất cơm 120.000 đây anh em nhá. Ở trong trạm nghỉ đây nói chung là cũng rẻ mà nói chung ngon lắm anh em ạ. Đây bây giờ từ Yên Bái bắt đầu mới xuống dưới Hà Nội anh em nhá. Giờ mới đến nhà bác chủ dưới Hà Nội đây. Nhà to quá. Giờ mới xuống đây. Đây. Em đây giao xe tận nhà cho bác chủ. Nhà đúng thủ đô luôn. Nhà bác nhiều xe. Ui con chó to quá. Giao tận nhà anh ra đây xong là anh em viết giấy tận nhà cho anh đây. Anh ra 9595 có trẻ. Còn xe về. Đưa đón trẻ con. Vào tận nhà luôn. Nhà anh rất to ở Hà Nội luôn. Ra thì Hà Nội thì anh 9595.